Chào mừng bạn đến với video ngày hôm nay. Và trong video này, chúng ta sẽ cùng chinh phục 100 mẫu câu luyện nói giao tiếp thông dụng phần 3. Đây là những câu nói vô cùng cơ bản và đơn giản, giúp bạn có thể luyện nghe và luyện nói. Đừng quên là hãy bình luận tiếng Anh giao tiếp để sẽ gửi cho các anh chị file PDF. Mình tải về, mình in ra, mình học cùng với Thủy nhé. Mỗi câu sẽ được Thủy trình bày một cách chậm rãi và rõ ràng để bạn có thể luyện nghe và luyện nói theo. Và đây là những câu nói rất gần gũi trong đời sống hàng ngày, giúp bạn có thể cải thiện được phản xạ giao tiếp tiếng Anh của mình. Video này sẽ cực kỳ phù hợp với những ai mới bắt đầu học tiếng Anh hoặc là những ai đang tự học tiếng Anh và muốn trở nên thông thạo. Đây là một cách cực kỳ tuyệt vời để luyện giao tiếp. Hãy nghe đi nghe lại 2 lần mỗi ngày và bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt trong tiếng Anh giao tiếp của mình. Còn bây giờ, sẵn sàng chưa? Cùng bắt đầu học với Thủy nha! Để tôi suy nghĩ về điều này. Let me think about it. Let me think about it. Nghĩ về. Think about. Think about. Think about. Và để tôi nghĩ. Let me think. Let me think about it. 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 Gia đình của bạn như thế nào? How's your family? How's your family? Gia đình, family, family và gia đình của bạn. Your family, your family. Gia đình của bạn như thế nào? How's your family? How's your family? Gia đình của bạn như thế nào? Cẩn thận nha, bảo trọng nha. Take care. A, take care. Take care. Bảo trọng nha. Take care. Take care. Take care. Tôi xin lỗi, tôi nghe không có rõ. I'm sorry, I didn't catch that. Tôi xin lỗi. I'm sorry. Tôi đã không nghe kịp. I didn't catch that. I'm sorry, I didn't catch that. Xin lỗi nha, tôi không có theo kịp. I'm sorry, I didn't catch that. I'm sorry, I didn't catch that. Xin lỗi, tôi theo không có kịp. Chúc bạn ăn ngon miệng nhé. Tận hưởng bữa ăn của bạn nha. Enjoy your meal. Enjoy your meal. Bữa ăn, eel, meal. Bữa ăn của bạn, your meal. Your meal. Và tận hưởng cái bữa ăn của bạn nha. Enjoy your meal. Enjoy your meal. Enjoy your meal. Thiệt là trùng hợp. What a coincidence. 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 Thiệt là trùng hợp. What a coincidence. What a coincidence. What a coincidence. Thiệt là trùng hợp quá mà. Wow, tuyệt vời quá. Wow, that's amazing. Wow, that's amazing. That's amazing. That's amazing. That's amazing. Trời ơi, tuyệt quá à. Wow, that's amazing. Wow, that's amazing. Ôi không, tôi quên chìa khóa rồi. Oh no, I forgot my keys. Oh no, I forgot my keys. Oh no, I forgot my keys. Chìa khóa của tôi. My keys. My keys. Và tôi quên cái chìa khóa của tôi rồi. I forgot my keys. Ôi không, tôi quên chìa khóa của tôi rồi. Oh no, I forgot my keys. I forgot my keys. I forgot my keys. Yay! Chúng ta đã thắng rồi. Yay! We won the game. Yay! We won the game. Chiến thắng. Won. We won the game. Won. Won. Đã chiến thắng. Won the game. Đã chiến thắng trò chơi. Yay! We won the game. Yay! We won the game. Chúng ta đã chiến thắng rồi. Ôi! Đau quá! Ouch! That hurts. Đau quá à. That hurts. Hurts. Ouch!
That hurts. Ôi, đau quá à. Ok, tuyệt. Làm thôi nào. Cool. Let's do it. Cool. Cool. Let's do it. Cool. Let's do it. Cool. Let's do it. Được rồi, làm thôi. Cool. Let's do it. Cool. Let's do it. Tôi đã đợi cái này từ lâu lắm rồi. Oh yes, I've been waiting for this. Oh yes, I've been waiting for this. I've been waiting for this. I've been waiting for this. Wow, tôi chờ lâu lắm rồi đây. Oh yes, I've been waiting for this. Chờ đợi một cái gì đó. Wait for. Và tôi chờ đợi lâu lắm rồi. I've been waiting for this. Tôi đã chờ lâu lắm rồi. Chúc mừng bạn nha. Congratulations. 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 Chúc mừng bạn nha. Bạn làm ơn giúp tôi được không? Can you do me a favor? 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 Bạn giúp tôi được không? Can you do me a favor? Bạn giúp tôi có được không? Không có vấn đề gì. No problem. No problem. Problem. Vấn đề. Problem. No problem. Không có vấn đề gì. No problem. Không có vấn đề gì. Tôi đánh giá cao về điều đó. I appreciate it. Đánh giá cao, cảm kích. Appreciate. 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 Và tôi cảm kích, tôi đánh giá cao về điều đó. I appreciate it. I appreciate it. I appreciate it. Tôi đánh giá cao, tôi rất cảm kích vì điều đó. Màu sắc yêu thích của bạn là màu gì ạ? What's your favorite color? Màu sắc. Color. 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 Và màu sắc yêu thích của bạn. Your favorite color. Your favorite color. Màu sắc yêu thích của bạn là màu gì ạ? What's your favorite color? What's your favorite color? What's your favorite color? Màu sắc yêu thích của bạn là màu gì ạ? Chúc bạn một ngày mới tuyệt vời nha. Have a good day. Have a good day. Have a good day. Chúc bạn ngày mới tuyệt vời nhé. Have a good day. Have a good day. Have a good day. Chúc bạn ngày mới tốt lành. Đó là niềm vinh hạnh của tôi. It's my pleasure. It's my pleasure. Niềm vui thú, niềm hân hạnh. Pleasure. Pleasure, pleasure. It's my pleasure. Đó là niềm hân hạnh của tôi. It's my pleasure. It's my pleasure. Đó là niềm hân hạnh của tôi. Có chuyện gì vậy? What's the matter? What's the matter? Vấn đề, chuyện, matter, matter. Có vấn đề gì vậy? What's the matter? What's the matter? What's the matter? Có chuyện gì vậy? Đừng có bận tâm về nó nha. Đừng có bận tâm về nó nha. Don't worry about it. Don't worry about it. About it. About it. Don't worry about it. Đừng có bận tâm nha. Lo lắng về. Worry about. Đừng có lo lắng gì về nó hết nha. Don't worry about it. Don't worry about it. Đừng lo lắng gì về nó hết nha. Tôi có thể mời bạn uống được gì không? Can I offer you a drink? Nước uống, đồ uống. A drink. A drink. A drink. Và tôi mời bạn đồ uống gì được không? Can I offer you a drink? Can I? Can I offer you a drink? Can I offer you a drink? Can I offer you a drink? Tôi có thể mời bạn uống cái gì được không? Bạn thật là tốt. It's very kind of you. It's very kind of you.
kind of you. It's very kind of you. Bạn thật là tốt bụng. It's very kind of you. It's very kind of you. Bạn thiệt là tốt bụng. Cứ bình tĩnh nha. Đừng có vội. Cứ bình tĩnh. Take your time. I'm time. Take your time. Take your time. Take your time. Cứ bình tĩnh nha. Tôi thật sự rất là vui cho bạn. I'm really happy for you. I'm really, ear, really happy for you. Anh thật sự hạnh phúc cho em. I'm really happy for you. I'm really happy for you. Thật là chu đáo. That's very thoughtful of you. Bạn thật là chu đáo. Điều đó thật là chu đáo. That's very thoughtful of you. That's very thoughtful of you. Thiệt là chu đáo quá mà. Bạn có thể chuyển cho tôi một ít muối được không? Could you please pass me the salt? Muối ăn. Salt. Salt. All salt. Salt. Truyền cho ai đó. Pass. Pass me the salt. Truyền cho tôi hũ muối. Could you please pass me the salt? Bạn có thể làm ơn đưa cho tôi muối được không? My pleasure. Rất vui, rất vinh hạnh, niềm vinh hạnh của tôi. My pleasure. My pleasure. My pleasure. Thật vui khi được giúp bạn. Tôi hy vọng bạn sẽ có một ngày tuyệt vời. I hope you had a great day. Một ngày tuyệt vời. A great day. A great day. Và tôi hy vọng. I hope. I hope you have a great day. I hope you have a great day. Tôi hy vọng bạn sẽ có một ngày mới tuyệt vời. I hope you have a great day. I hope you have a great day. I hope you have a great day. Tôi hy vọng rằng bạn sẽ có một ngày tuyệt vời. Ui, bạn thật là hào phóng. That's very generous of you. Hào phóng, rộng lượng. Generous. Generous. Và bạn thiệt là hào phóng quá à. That's very generous of you. That's very generous of you. Bạn thiệt là hào phóng quá đi hả. Nhớ là giữ liên lạc nha. Nhớ giữ liên lạc nha. Let's keep in touch. Let's keep in touch. Let's keep in touch. Nhớ giữ liên lạc nha. Let's keep in touch. Keep in touch. Giữ liên lạc. Nhớ giữ liên lạc nha. Let's keep in touch. Let's keep in touch. Nhớ giữ liên lạc đó nha. Đừng có bận tâm. Không có phiền phức gì hết đâu. It's no bother at all. It's no bother at all. Bận tâm, phiền phức, điều phiền toái, bother. Và nó không có phiền phức gì đâu nha, đừng có bận tâm. It's no bother at all. At all. At all. Tôi không thể nào mà bạn có thể cảm ơn bạn đủ cả. Tôi không thể nào cảm ơn bạn đủ được. I can't thank you enough. Tôi biết ơn bạn nhiều lắm. Không có tài nào mà thể nói hết được lời cảm ơn này. Không biết cảm ơn biết bao nhiêu là đủ. I can't thank you enough. I can't thank you enough. I can't thank you enough. Đừng có bận tâm. Đừng có bận tâm, đừng có để nhắc đến nó nữa. Don't mention it. Don't mention it. Đừng có bận tâm nha. Không sao đâu. Đừng có bận tâm, đừng có phiền. Đừng có phiền lòng á. Don't mention it. Đừng đề cập đến nó nữa. Don't mention it. Don't mention it. Không có chi. You're welcome. You're welcome. L L welcome. You're welcome. You're welcome. Không có chi. Bây giờ tôi phải đi rồi. I've got to go now. I've got to go now. Gotta go. Gotta go. I gotta go now. I've gotta go now. I've gotta go now. Bây giờ phải đi thôi. Tôi sẽ báo cho bạn biết. I'll let you know. I'll let you know. I'll let you know. I'll let you know. Tôi sẽ báo cho bạn biết. Bạn hoàn toàn đúng luôn á. You're absolutely right. Right. Đúng.
You're absolutely right. Bạn hoàn toàn đúng luôn á. You're absolutely, absolutely, absolutely right. Bạn hoàn toàn đúng luôn á. Tôi rất đồng ý với bạn ha. I couldn't agree more. Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn. I couldn't agree more. I couldn't agree more. Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn. Tôi không thể chờ được nữa rồi. I can't wait. I can't wait. I can't wait. Tôi không thể chờ được nữa rồi. I can't wait. Tôi không thể chờ được nữa rồi. Tôi không tin vào điều đó đâu. I don't believe it. I don't believe it. I don't believe it. Tôi không tin vào điều đó đâu. I don't believe it. I don't believe it. Tôi không có tin đâu. Tôi rất là hào hứng. I'm so excited. I'm so excited. I'm so excited. Tôi rất là hào hứng. I'm so excited. Tôi cực kỳ hào hứng luôn. Tôi rất xin lỗi vì điều đó nha. I'm really sorry about that. I'm really sorry about that. I'm really sorry about that. Tôi rất xin lỗi về điều đó nha. I'm really sorry about that. I'm really sorry about that. Tôi thật sự rất xin lỗi vì điều đó nha. I'm really sorry about that. Tôi thật sự rất xin lỗi vì điều đó nha. Hãy nghỉ một chút nghe. Let's take a break. Let's take a break. Let's take a break. Hãy nghỉ ngơi một chút nghe. Let's take a break. Let's take a break. Hãy nghỉ ngơi một chút nha. Mọi chuyện đều có cách giải quyết hết á. Cứ lạc quan lên nha. It's not the end of the world. It's not the end of the world. Thế giới, world. Nó không phải là cái cuối cùng của thế giới. Hiểu nôm na. Mọi chuyện đều có cách giải quyết hết á. Lạc quan lên đi. It's not the end of the world. It's not the end of the world. It's not the end of the world. Mọi chuyện đều có cách giải quyết hết. Tôi sẽ nghĩ về điều đó nghe. Tôi sẽ nghĩ về điều đó nghe. I'll think about it. I'll think about. Think about it. I'll think about it. I'll think about it. I can't thank you enough. Tôi không biết cảm ơn bạn sao cho đủ cả. I can't thank you enough. Tôi không biết làm sao để cảm ơn bạn cho đủ cả. I can't thank you enough. Giữ nó là một bí mật nha. Đừng cho nói cho ai hết nghe. Let's keep it a secret. Let's keep it a secret. Let's keep it a secret. Hãy giữ nó là một bí mật nghe. Let's keep it a secret. Let's keep it a secret. Đừng có nói cho ai biết hết nha. Let's keep it a secret. Hãy ăn một chút đi. Let's grab a bite to eat. Let's grab a bite to eat. Ăn miếng đi. Let's grab a bite to eat. Hãy ăn một chút đi. Bạn làm ơn có thể giúp tôi được không? Can you do me a favor? 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 Đừng có nhắc đến nó nữa. Don't mention it. Don't mention it. Don't mention it. Nó không phải là một vấn đề đâu. It's not a problem. 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 Nó không phải là vấn đề đâu. It's not a problem. Hãy đi ra ngoài dạo một chút nghe. Let's go out for a walk. Đi dạo, a walk, a walk. Đi ra ngoài, go out, go out, go out. Hãy đi ra ngoài dạo một chút nhé. Let's go out for a walk. Let's go out for a walk. Let's go out for a walk. Hãy đi ra ngoài dạo một chút nghe. Tôi không biết nói gì hết á. I'm at a loss for words. 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 I'm at a loss for words.
Okay, tôi không tin vào tai mình được nữa. I can't believe my ears. I can't believe my ears. I can't believe my ears. Tôi không thể tin vào những gì vào tai của mình nữa. I can't believe my ears. Tôi không nói được nên lời. I'm speechless. Speechless. I'm speechless. Tôi không thốt được ra lời nào nữa. Cứng miệng luôn rồi. I'm speechless. Tôi không thể nói được lên lời. Điều đó là không thể. That's out of the question. That's out of the question. Out of. That's out of the question. That's out of the question. Không thể. Điều đó là không thể. That's out of the question. Điều đó là không thể. Dạ tôi đang nghe nè, tôi đang lắng nghe nè. I'm all ears. 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 Tôi đang lắng nghe. Đây nè. Chúng tôi đã xem bộ phim tối hôm qua. We watched a movie last night. Tối hôm qua. Last night. Last night. Và chúng tôi đã xem một bộ phim. We watched a movie. Watch. Đã xem, watched, watched, watched. We watched a movie last night. Tối hôm qua, chúng tôi đã xem một bộ phim. Anh ấy đã lái xe đi làm vào sáng nay. He drove to work this morning. 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 Anh ấy đã lái xe đi làm vào sáng nay. They will arrive tomorrow morning. Ngày mai, họ sẽ đến vào sáng mai. They will arrive tomorrow morning. Sáng mai, tomorrow morning. Tomorrow morning. Và họ sẽ đến vào sáng mai. They will arrive tomorrow morning. They will arrive tomorrow morning. Họ sẽ đến vào sáng mai. Cô ấy đã nấu bữa tối cho gia đình của cô ấy. She cooked dinner for her family. Nấu bữa tối. Cook dinner. Cook dinner. Và cô ấy đã nấu bữa tối. She cooked dinner for her family. Cho gia đình của mình. For her family. She cooked dinner for her family. Chúng tôi đã đi dạo trong công viên vào chiều nay. We walked in the park this afternoon. We walked in the park. Ở trong công viên. In the park this afternoon. Vào chiều nay. We walked in the park this afternoon. We walked in the park this afternoon. Chúng tôi đã đi dạo trong công viên vào buổi chiều nay. Anh ấy đã gọi điện cho tôi hồi tối hôm qua. He called me last night. 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 Anh ấy đã gọi điện cho tôi hồi tối hôm qua. Họ đã đi bãi biển ngày hôm qua. They went to the beach yesterday. Họ đi biển vào ngày hôm qua. They went to the beach yesterday. Ngày hôm qua, yesterday, họ đã đi đến bãi biển. They went to the beach yesterday. Chúng tôi có một cuộc hẹn vào sáng mai. Sáng mai, tomorrow morning. Tomorrow morning. Và chúng tôi có một cuộc hẹn. We have an appointment tomorrow morning. We have an appointment tomorrow morning. Một cuộc hẹn. An appointment. An appointment. An appointment. Và chúng tôi đã có một cuộc hẹn vào sáng hôm qua. We have an appointment tomorrow morning. We have an appointment tomorrow morning. Cô ấy đã hoàn thành bài tập về nhà sớm. She finished her homework early. Cô ấy, she, hoàn thành bài tập về nhà. Finish her homework early. Cô ấy đã hoàn thành bài tập về nhà sớm. She finished her homework early. She finished her homework early. Chúng tôi đã ăn tối cùng nhau tối hôm qua. We ate dinner together last night. Tối ngày hôm qua. Last night. Last night.
last night. Và chúng tôi đã ăn tối cùng nhau. We ate dinner together last night. We ate dinner together last night. We ate dinner together last night. Tối hôm qua, chúng tôi đã ăn tối cùng nhau. Anh ấy đã đi nghỉ dưỡng vào tháng trước. He took a vacation last month. Tháng trước, last month, last month, last month. Và anh ấy đã đi nghỉ dưỡng vào tháng trước. He took a vacation last month. He took a vacation last month. Anh ấy đã có một kỳ nghỉ dưỡng tháng vừa rồi. Bạn thích trà hay là cà phê? Do you prefer tea or coffee? Trà, tea. Trà hay cà phê? Tea or coffee. Và bạn thích cái nào hơn? Prefer, prefer, prefer. Do you prefer tea or coffee? Do you prefer tea or coffee? Bạn thích trà hay là cà phê hơn? Kỷ niệm, bạn tổ chức sinh nhật của mình như thế nào? How do you celebrate your birthday? 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 Bạn đã tổ chức ngày kỷ niệm, bạn đã tổ chức ngày sinh nhật của bạn như thế nào? How do you celebrate your birthday? Bạn có thích làm vườn không? Do you like to garden? Do you like to garden? Do you like to garden? Bạn có thích làm vườn không? Do you like to garden? Bạn thích làm vườn hay không? Cái món tráng miệng yêu thích của bạn là món gì ạ? What's your favorite dessert? What's your favorite dessert? Món tráng miệng yêu thích. Your favorite dessert. Và cái món tráng miệng yêu thích của bạn là món gì ạ? What's your favorite dessert? What's your favorite dessert? Món tráng miệng yêu thích của bạn là món gì ạ? Bạn có thích đọc sách không? Do you enjoy reading? Do you enjoy reading? Do you enjoy reading? Bạn thích đọc sách không? Do you enjoy reading? Do you enjoy reading? Và cái cách mà bạn thích để mà thư giãn là gì ạ? Cái cách thư giãn yêu thích của bạn là cái gì ạ? What's your favorite way to relax? Thư giãn, relax, relax, relax. Và cái cách mà bạn yêu thích để thư giãn là gì? What's your favorite way to relax? What's your favorite way to relax? What's your favorite way to relax? Bạn thích đi du lịch không? Do you like to travel? Do you like to travel? Do you like to travel? Bạn thích đi du lịch không? Do you like to travel? Bạn có thích đi du lịch hay không? Cái hoạt động ngoài trời yêu thích của bạn là hoạt động gì? What's your favorite outdoor activities? What's your favorite outdoor activities? What's your favorite outdoor activities? Cái hoạt động ngoài trời. Outdoor activity. Outdoor activity. Và cái hoạt động ngoài trời yêu thích của bạn là gì? What's your favorite outdoor activity? Bạn có ban nhạc nào yêu thích không? Do you have a favorite band? Do you have a favorite band? Do you have a favorite band? Bạn có ban nhạc nào yêu thích hay không? Do you have a favorite band? Do you have a favorite band? Điều bạn thích nhất về quê hương của bạn là gì ạ? What's your favorite thing about your hometown? Quê hương của bạn, your hometown, your hometown, hometown. Và cái điều mà bạn thích nhất về quê hương của bạn, what's your favorite thing about your hometown? What's your favorite thing about your hometown? Cái điều mà bạn yêu thích nhất về quê hương của bạn, what's your favorite thing about your hometown? Bạn thích chó hay thích mèo? Do you prefer cats or dogs? Do you prefer cats or dogs? Do you prefer cats or dogs? Bạn thích mèo hay thích chó?
Do you prefer cats or dogs? Bạn thích mèo hay là thích chó? Cái thể loại phim yêu thích của bạn là gì vậy? What's your favorite movie genre? Genre, thể loại phim. Your favorite movie genre, cái thể loại phim yêu thích của bạn là gì vậy? Bạn thích làm bánh không? Do you like to bake? Bake, nướng, nướng bánh. Do you like to bake? Do you like to bake? Do you like to bake? Cái thời điểm yêu thích trong ngày của bạn là lúc nào? What's your favorite time of day? What's your favorite time of day? Favorite time of day, cái thời gian yêu thích trong ngày của bạn. What's your favorite time of day? Thời gian yêu thích của bạn trong ngày là gì ạ? Bạn có thích đi biển không? Do you enjoy going to the beach? Do you enjoy going to the beach? Do you enjoy going to the beach? Đi biển, going to the beach. Beach, biển. Và bạn thích đi biển không? Do you enjoy going to the beach? Bạn có thích đi biển không? Bài hát yêu thích của bạn là gì? What's your favorite song? What's your favorite song? What's your favorite song? What's your favorite song? Cái bài hát yêu thích của bạn là gì vậy? Bạn thích vẽ hay là sơn hay không? Do you like to draw or paint? Vẽ, draw, sơn, paint, a, paint, paint. Và bạn thích vẽ hay là sơn? Do you like to draw or paint? Do you like to draw or paint? Do you like to draw or paint? Bạn thích vẽ hay thích sơn vậy? Cái điều bạn thích nhất về mùa hè là gì vậy? What's your favorite thing about summer? What's your favorite thing about summer? Về mùa hè, about summer. What's your favorite thing about summer? What's your favorite thing about summer? Cái điều mà bạn thích nhất về mùa hè là gì vậy? What's your favorite thing about summer? Bạn đã đi nước ngoài bao giờ chưa? Have you traveled abroad? Have you traveled abroad? Bạn đã từng đi du lịch nước ngoài chưa? Đi du lịch, travel. Và đi du lịch nước ngoài, travel abroad. Và bạn đã bao giờ đi du lịch nước ngoài chưa? Have you traveled abroad? Have you traveled abroad? Bạn đã bao giờ đi du lịch nước ngoài hay chưa? Bạn thích xem phim không? Do you like to watch movies? Do you like to watch movies? Do you like to watch movies? Bạn thích đi xem phim không? Bạn thích xem phim không? Do you like to watch movies? Do you like to watch movies? Bạn thích xem phim không? Cái đồ uống yêu thích của bạn là gì vậy? What's your favorite drink? What's your favorite drink? What's your favorite drink? Cái đồ uống yêu thích của bạn là gì vậy? What's your favorite drink? What's your favorite drink? Đồ uống yêu thích của bạn là gì vậy? Bạn có nghệ sĩ nào yêu thích không? Do you have a favorite artist? Nghệ sĩ ưu thích. Favorite artist. 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 Và bạn có nghệ sĩ yêu thích nào không? Do you have a favorite artist? Do you have a favorite artist? Bạn có nghệ sĩ nào yêu thích hay không? Bạn thích làm gì nhất vào một ngày mưa? What's your favorite thing to do on a rainy day? Vào ngày mưa. On a rainy day. On a rainy day. Và bạn thích làm gì? What's your favorite thing to do on a rainy day? Vào một ngày mưa. What's your favorite thing to do on a rainy day? What's your favorite things to do on a rainy day? Bạn thích làm gì vào một ngày mưa? What's your favorite things to do on a rainy day? Bạn, cái hương vị kem yêu thích của bạn là gì? What's your favorite ice cream flavor? Hương vị, flavor, flavor. Và cái hương vị kem yêu thích của bạn, your favorite
ice cream flavor. Your favorite ice cream flavor. Cái hương vị kem yêu thích của bạn là cái gì vậy? What's your favorite ice cream flavor? What's your favorite ice cream flavor? Cái hương vị kem yêu thích của bạn là gì vậy? Ê, bạn có chơi nhạc cụ nào không? Do you play an instrument? Nhạc cụ. Instrument. 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 Do you play an instrument? Do you play an instrument? Bạn có chơi cái nhạc cụ nào không vậy? Bạn thích sử dụng cái thời gian rảnh của mình như thế nào? How do you like to spend your free time? How do you like to spend your free time? How do you spend your free time? How do you like to spend your free time? Bạn thích sử dụng cái thời gian rảnh của mình như thế nào vậy? Bạn thích shopping không? Do you enjoy shopping? Do you enjoy shopping? Do you enjoy shopping? Bạn thích đi mua sắm hay không? Cái loại hoa yêu thích của bạn là gì vậy? What's your favorite flower? What's your favorite flower? What's your favorite flower? Cái bông hoa yêu thích của bạn là hoa gì vậy? What's your favorite flower? What's your favorite flowers? Bông hoa yêu thích của bạn là gì vậy? Bạn thích đi xem kịch không? Do you like to go to the theater? 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 Bạn có thích đi xem kịch hay không? Bạn thích nấu món nào nhất? What's your favorite things to cook? What's your favorite things to cook? What's your favorite thing to cook? What's your favorite things to cook? Bạn thích nấu món nào nhất vậy? Bạn thích nhảy không? Do you enjoy dancing? Do you enjoy dancing? Do you enjoy dancing? Bạn thích nhảy không? Do you enjoy dancing? Bạn thích nhảy hay không? Cái bạn nói được những cái ngôn ngữ nào? What languages do you speak? Bạn nói được những ngôn ngữ nào? What languages do you speak? What languages do you speak? Làm ơn cho tôi xin cái biên lai được không? Can I have a receipt, please? 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 Tôi có thể xin cái hóa đơn được không? Và nếu như mà các anh chị mình đang bế tắc vì mình không giỏi giao tiếp tiếng Anh, mình không có nghe tốt, mình cũng không nói tốt, mình nói mà người khác không có hiểu, hoặc là người khác nói mà mình cũng không hiểu, thì Thủy có một giải pháp dành tặng cho mình. Cái mục đích đó là Thủy muốn giúp các anh chị có thể làm chủ được nghe, nói tiếng Anh một cách nhanh chóng, mình tiết kiệm thời gian với một mức chi phí thấp nhất. Vì sao Thủy có thể giúp được các anh chị ạ? Thủy là sáng lập của trung tâm tiếng Anh Kids English, cũng là tác giả của bộ sách Boom English và là giảng viên của hơn 20 khóa học tiếng Anh online cho người đi làm, cho người làm kinh doanh, cho bố mẹ bỉm sữa hay là cho người Việt ở nước ngoài. Có hơn 30.000 học viên đã và đang theo học online tính đến thời điểm hiện tại. Và đây là một vài nhận xét của các anh chị học viên. Chị Chiến, học viên VIP Code, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến cô Thủy và giáo viên Kids English đã hướng dẫn suốt thời gian qua. Dù bận rộn nhưng tôi vẫn cố gắng học mỗi ngày và cảm thấy hứng thú hơn là bao giờ hết. Việc luyện tập có lẽ là vất vả nhưng mà nó đã giúp tôi tiến bộ rất nhiều. Cảm ơn vì đã động viên và giúp đỡ tôi. Hy vọng sẽ có thêm nhiều học viên khác cũng đạt được thành công như tôi trong việc học tiếng Anh. Hay như là anh Ngọc, tôi đã tham gia nhiều khóa học trước đây nhưng mà không có một khóa nào mang lại cái cảm giác hài lòng như khóa VIP này. Hệ thống học online phù hợp với tôi vì công việc của tôi rất là bận rộn. Cô Thủy và các bạn hỗ trợ trợ giảng rất nhiệt tình. Mặc dù khóa này có chi phí cao nhưng đối với tôi nó xứng đáng để đầu tư. Đây là một giải pháp cực kỳ hoàn hảo dành tặng cho các anh chị. Thứ nhất là mình sẽ học theo một lộ trình chi tiết rõ ràng thông qua cái hệ thống video đã được Thủy quay sẵn. À, và cái thứ hai nữa là mình sẽ có một giáo viên đồng hành cùng mình mỗi ngày luôn. Giáo viên sẽ hỗ trợ luyện nghe, luyện nói, thực hành và sửa lỗi phát âm cho bạn mỗi ngày. Và cứ cuối tuần thì cô lại gặp mình để mà có thể hỗ trợ ôn bài cho mình những gì mình đã học trong tuần vừa rồi, để đảm bảo thứ nhất á, là mình có người đồng hành, mình có động lực học. Cái thứ hai nữa là mình biết mình chưa đúng chỗ nào và cái cách nào để mình có thể cải thiện một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất.
Cái chương trình này nó mang tên là Listening and Speaking Coaching, huấn luyện viên nghe nói. Và đây là một chương trình mà nhất định các anh chị phải tham gia. Vì sao mình nên tham gia? Đã có hàng ngàn học viên đã tham gia chương trình này và họ tạo ra cái sự đột phá trong tiếng Anh trong một thời gian ngắn, và họ làm được thì Thủy tin các anh chị hoàn toàn có thể làm được. Đây là một phản hồi của chị học viên. Khóa học của Thủy thực sự làm thay đổi cách phát âm và tư duy học tiếng Anh của mình. Trước đây, mình cảm thấy không có tự tin khi giao tiếp với người nước ngoài do vốn từ vựng và phát âm kém. Nhưng mà sau khi tham gia khóa học, tôi đã nhận thấy được sự tiến bộ rõ rệt, sự hỗ trợ và động viên từ cô Thủy và đội ngũ giúp tôi vượt qua được khó khăn đó. Tôi rất biết ơn và hy vọng những người khác cũng sẽ có trải qua những trải nghiệm tích cực như tôi đã có. Hay như là bạn Dung, tôi đã từng mất tự tin khi nói tiếng Anh với người nước ngoài vì phát âm mình không chuẩn. Nhưng mà sau khi tham gia khóa học này, tôi đã nhận ra rằng phát âm mình hoàn toàn có thể cải thiện được nếu như mà mình có một phương pháp đúng đắn. Cảm ơn cô Thủy đã chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của mình. Tôi thật sự hài lòng hơn và tự tin hơn khi giao tiếp tiếng Anh. Và rất nhiều những học viên khác cũng đã cho Thủy những phản hồi vô cùng tích cực. Các anh chị có thể xem thêm những cái video ở đường link ở trong phần mô tả dưới cái video này. Đường link ở trong phần mô tả dưới video này các anh chị nha. Chương trình này nó sẽ dành cho ai ạ? Đây là một chương trình coaching online 1-1, rất phù hợp với thứ nhất là những anh chị đang đi làm bận rộn, hoặc là những anh chị đang làm kinh doanh, hay bố mẹ bỉm sữa, hay là người Việt ở nước ngoài. Mình chỉ cần dành ra 15 phút mỗi ngày, mình học mọi lúc, mọi nơi, ôn đi ôn lại nhiều lần, vô cùng tiện lợi, dễ dàng mà hiệu quả lại cực kỳ cao. Học phí bao nhiêu ạ? Với mức giá cực kỳ ưu đãi, chưa đến một ly trà sữa mỗi ngày, mình sẽ được tham gia vào cái chương trình này. Mình sẽ được học online với một lộ trình chi tiết và rất là rõ ràng. Mình học qua video đã được Thủy quay sẵn và có một cái giáo viên vô cùng tận tâm, chuyên nghiệp, đồng hành và hỗ trợ với mình hàng ngày. Và cuối tuần thì mình sẽ tham gia những buổi hỗ trợ học viên và cô sẽ là cái người đồng hành ôn bài với mình để đảm bảo mình theo đúng được tiến độ. Và nếu mình có bất kỳ thắc mắc nào, mình cứ hỏi cô trực tiếp. Đây là một cái chương trình sẽ giúp cho bạn có thể giỏi tiếng Anh nhanh nhất, tiết kiệm được thời gian và chi phí thấp nhất. Đăng ký như thế nào ạ? Mình sẽ gọi điện hoặc là mình nhắn tin cho Thủy qua cái đường link Zalo nè, hoặc là Messenger, Thủy để ở phía bên dưới. Dưới video này có một cái phần mô tả của video, Thủy để thông tin ở phần bên dưới để được tư vấn thêm, học hỏi hay là nhận những ưu đãi hấp dẫn ngay ngày hôm nay. Và đăng ký như thế nào ạ? Mình hãy quét cái mã ở trên màn hình này để được tư vấn thêm nè, mình học thêm, mình trải nghiệm và mình nhận những ưu đãi hấp dẫn nhất ngay từ hôm nay nhé. Ta-da! Như vậy chúng ta hoàn thành xong bài học của ngày hôm nay rồi. Cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng Thủy. Đừng quên là hãy bấm vào nút ở giữa để subscribe, đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video từ Thủy. Bấm vào nút bên trái hoặc bên phải để học các video liên quan. Nói chung là bấm vào đâu cũng được, miễn là học tiếp với Thủy là được. Bye.